sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống an hòa với mọi người chung sống, sống là đậm nhưng lòng bất động. Như vậy ở đây chúng tôi muốn quý vị là sống không giận, không hờn, không oán trách. Lẽ sống là vậy đó. Lẽ sống hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh là sống không hờn, không giận. Cho dù mình ở hoàn cảnh nào, mình vẫn an vui. Chúng tôi thấy đây có rất nhiều Phật tử từ ở những nơi trung tâm xã hội, cụ thể như trong trung tâm khiếm thị. Nếu mình nhìn ở góc độ là một cái người bình thường thì chúng ta thấy giống như là bị khiếm khuyết, bị mất mát, bị khổ đau. Nhưng mà riêng người con Phật đó, thì chúng ta nhìn với cái tâm an nhiên tự tại, không giận hờn, không quán trách. Vì sao vậy? Vì đạo Phật chủ trương là cái trí tuệ ở đây là chúng ta phải nhìn qua lăng kính nhân, nhân quả. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đầu xa. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là có một cái lẽ sống an nhiên tự tại, không khổ đau trong mọi hoàn cảnh như Đức Phật. Đức Phật Ngài cũng sanh ra trong cái tam giới này, trong cuộc đời này Ngài cũng thấy rất nhiều cảnh bất bình, chướng tai gai mắt, nghiệp lực của chúng sanh. Nhưng mà Ngài nhìn qua cái lăng kính gì? Trí tuệ, nhân quả. Không có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặp đắng cay vào mình. Thương nhau mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Mình nhìn có trí tuệ thấu qua lăng kính nhân quả thì mình không có than phiền oán trách gì hết, kể cả cái số phận của mình như thế nào, vì đó là nhân quả nghiệp báo của mình, gieo gì gặt nấy, tạo gì hưởng nấy. Mình là cái kết quả hình thành của nhiều cái nhân đời trước mình vậy. Để chúng ta chấp nhận mà chúng ta không có sự oán trách, thấu muôn duyên không than phiền oán trách, mà ngộ vô thường buông xả tánh mặc nhiên. Cái lẽ sống của chúng ta hôm nay vậy là sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gặp. Cái người mà họ tu á thì họ không mong được những cái hoàn cảnh thuận lợi, mà họ mong cho họ cái tâm của họ nó vững chãi để vượt qua cái hoàn cảnh. Khi mà thấu muôn duyên rồi, hiểu nhân quả rồi thì chúng ta không có trách. Vì vậy có người ta khuyên rằng là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội, đừng trách người đã một lần lầm lỗi, hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Như vậy nghệ thuật lẽ sống ở đây là cũng có cái sự tha thứ. Có một cái nghệ thuật sống, cái lẽ sống 5 chữ T. Hôm nay giữa trưa hè tặng quý vị nghệ thuật sống này cho nó mát chút. Đọc theo chúng tôi 5 chữ T nha. Tha thứ thì thư thả, thông thả thì thanh thản, thảnh thơi thì thánh thiện. Thêm lần nữa, tha thứ thì thư thái, thông thả thì thanh thản, thảnh
Thảnh thơi thì thánh thiện. Đọc lại, 2, 3. Hậu Covid. Hiểu cái là hậu Covid không? Là quên á, hay quên. Hậu Covid là quên vậy đó. Cái quy luật nó như vậy. Hãy ai có cái tâm tha thứ, ai càng hướng đến vị tha thì càng an lạc nở hoa trong lòng. Hãy ai mà có cái sự tha thứ nhiều thì người đó có sự tự tha. Đó là một cái quy luật nhân quả, gieo gì gặt đó. Thì mình sống bằng cái tâm tha thứ thì tự nhiên cái tâm mình thường tha. Cái quy luật nó giống như là khi mặt đâm đầu vào tường vậy đó, thì cái độ cao của khối u nó tỷ lệ thuận cái độ ngu của khối óc. Ngu nhiều thì đâm nhiều, mà đâm nhiều thì sưng nhiều. Đơn giản. Nhưng mà đạo Phật là đạo buông bỏ thì mới hạnh phúc. Còn mình thì sao? Dính mắc khổ đau. Pháp vô ngã, vật vô thường, khổ đau đắp đổi dấn vương cuộc đời. Ngộ thì thoát khỏi buồn vui, mê thì đắm nhiễm chơi vơi lụy sọc. Chúng tôi chọn lấy sống là chọn cái bài thơ là sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống an hòa với mọi người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng dẫn dường. Sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến như dòng đời chẳng biến. Đây là một cái nghệ sự sống rất hay. Là cảnh vui cảnh khổ thế nào mà người tu Phật rồi chúng ta tiếp nhận hết. Người tu Phật phải là đó, hôm nay chúng ta người tu Phật phải là tâm không dao động chợ người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than. Bị chê chẳng có ai quan, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào đều là nhân quả tự ta tạo thành. An nhiên tự tại tu hành, hết sạch phiền não đạt thành quả cao. Cái người tu Phật chúng ta vậy mới đúng là lẽ sống. Ai là những người tu Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thuận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn. Lúc an nhàn sống cảnh an nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong túi nọ làm chi cho nhầm. Mình thì có cái bệnh nặng lắm, là hay đứng núi này trong núi nọ. Khổ đây chạy qua chỗ kia cho bớt khổ, rồi nó cũng khổ. Cái cuộc đời này Đức Phật ngày dạy nó là bể khổ. Mình nằm trong cái bể này thì chạy đâu nó cũng khổ. Giống như tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra, quán thù lại gặp cầu chẳng đặng, chấp thân năm quận khó buông ra. Mình đang ở trong cái nhà đang cháy, nó cháy nhà dưới mà chạy nhà trên, mình tưởng đâu thoát chút xíu cháy lên cũng chết. Nó cháy nhà trên mà chạy nhà dưới, mình tưởng đâu thoát, rốt cuộc nó cháy xuống cũng chết. Rồi cái mình không chạy nhà trên, không chạy dưới, mình chui vô luôn nước, mình ngồi trong chút xíu nữa nó cháy luôn, cái luôn nước nó sôi lên mình cũng chết. Nên đâu cũng chết. Rồi ta nói vui, ta nói câu vui rồi là vui cũng chết mà buồn cũng chết, đẹp cũng chết mà xấu cũng chết, giàu cũng chết mà nghèo cũng chết, trước sau gì cũng chết. Cái sao cũng chết đó. Mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già.
và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi theo nghiệp mình đã tạo. Chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Ý của chúng tôi là chọn cái lẽ sống là mình chọn cái lẽ theo pháp để mà sống. Ai mà sống theo pháp á thì an nhiên lắm, trẻ cũng an nhiên tự tại, an vui tự tại, mà già cũng an vui tự tại, mà khỏe an vui tự tại, lúc bệnh cũng an vui tự tại, vì mình hiểu rồi, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Điều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì từ đây thì sao không có trách móc bất cứ ai hết, mà phải hiểu cái nguyên lý vận hành của nhân quả nghiệp báo. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Nghiệp thiện cũng trả nha, đừng nói nghiệp ác không, nghiệp thiện cũng là trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mày. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận cái cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Bây giờ cái nghiệp nó đến với mình, một cái là vui vẻ nhận, và một cái là buồn khổ nhận, khóc lóc nhận, thì chọn cái nào? Vui nhận, vui vẻ nhận thì thấy cái nghiệp nó nhẹ bớt đi. Chấp nhận mà. Cái nghiệp là nó đương nhiên rồi, nhưng bây giờ quan trọng là cái thái độ tiếp nhận của mình như thế nào. Thái độ của mình có vui vẻ không? Mà đa phần đâu ai vui vẻ nhận nghiệp đâu, còn là sân si, phiền não, khổ đau nhận thôi, khóc lóc nhận. Ví dụ nha, mình có ông chồng, người ta chồng người ta thấy bắt ham vậy đó. Chồng mình thì sáng xỉn, chiều sai, không mần gì hết, rồi làm khổ vợ con, làm bắt đầu mình thấy vậy là mình sân si lên tối ngày, mình thấy mình khổ đau quá. Mình cũng nhận, mà mình khổ đau mình cũng ở với ổng, cũng tiếp nhận ổng, nhưng mà quá khổ đau, ở trong cái sự đau khổ. Còn cái bà bên kia, bà ở với chồng bà, mình thấy trời bắt ham quá, bà sướng quá. Thì bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, này là nghiệp báo của mình mà. Tối nay ổng đi nhậu về, gõ cửa, mở cửa ra, khoanh tay chào ổng: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Vui vẻ, cười. Hỏi ai dạy bà vậy? Sư dạy. Mình tu vậy cho ông sợ. Mình tu mình dùng cái thân giáo để quá độ ổng. Ở đó thì mình đi chùa ông cự nữ hoài. Bây giờ tôi tu vậy tôi thay đổi rồi. Mỗi lần mà ông về cái đó là chết cho tôi à. Tôi chửi tới sáng luôn à. Tôi nhằn tới sáng luôn chứ đừng có nói. Còn cái này không nhằn, không chửi vậy. Cười. Mở cửa ra vui vẻ, giang hai tay ra: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Có mệt không vậy? Mời vô đây. Mời vô, lấy khăn ra lau mặt. Ông thấy hết hồn. Sao cái bà này bình thường mới nhằn dữ lắm nè. Ông đi đường về là ông nói nào dành báo là bà cũng chửi rồi, bà nhằn. Nhưng mà rồi nhờ mình tu mà, thay đổi. Tu là thay đổi thôi. Thay đổi cách sống cho đúng. Mình tu kiểu đó đó nghe. Ông hỏi bà tu chùa nào vậy? Tự nói luôn là chùa Diệu Trang. Cái lần sau mà chuẩn bị áo tràng mà tới ngày đi tu là ông xin theo à. Biết sao ông xin theo không? Ông nói
lần này dự tu ru anh đi ơi, chánh pháp Như Lai đã làm tánh em gì tha, bớt âu lo thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Nhưng mà khổ một cái nói được biết làm được không? Cái cô đó cô cũng vô tâm sự của nó, sư con cũng nghe pháp sư nhiều lắm, con cũng cá tính, con thích cái lối giảng pháp của sư lắm, cái thẳng gì nó khỏe, tánh con thẳng lắm. Nói này con thương được là con ghét được, con lấy được là con bỏ được, con nhớ được là con quên được, nhưng có một điều con nói được mà con làm không được sư ơi. Nhưng mà quý vị biết vấn đề nó khó làm chứ không phải không làm nên nó không được. Mình cố gắng mình làm cũng được. Tại vì bằng chứng là các bậc thánh người ta cũng khi nghiệp đến thắng buồn. Ta nhìn rõ cái nguyên nhân này. Bây giờ mình biết rõ cái nguyên nhân là hãy hút thuốc nhiều thì lao phổi, uống rượu nhiều thì đau gan. Mình biết rõ thì không có gì mình phải đau khổ. Giống như bây giờ người ta có những cái nghệ thuật sống như là miệng nên ít nói tự nhiên ít họa, bụng dạ ít ăn tự nhiên ít bệnh, trong lòng ít muốn tự nhiên ít lo, thân mình ít sự tự nhiên ít khổ. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn làm sao không tự tại. Còn mình thì ngược lại, người ta miệng nên ít nói tự nhiên ít họa, còn mình nói nhiều quá thì họa đến thôi. Tại vì miệng từ họa từ miệng mà à đó, đúng. Bệnh tùng khẩu nhập mà quả tùng khẩu xuất. Miệng nên ít nói gì hết quả. Bây giờ mình về mình thấy mình quả đủ thứ đến với mình hết. Quả này quả nọ, chuyện này chuyện nọ, phiền não quá. Cái mình xét lại, à tại mình nói nhiều. Nói nhiều đây đó là nhiều chuyện đó nghe. Còn sư nói nhiều là sư chuyện nhiều chứ không phải nhiều chuyện. Bào chữa. Tại vì nhiều chuyện nó khác mà chuyện nhiều nó khác. Nhiều chuyện là đi nói chuyện người khác, đi đâm thọt, nói ra nói vào, nói đúng nói sai, nó méo nó mó, nói cái đó là quà đến. Còn sư đi giảng sư mà phải chuyện nhiều mới được chứ. Chuyện ít biết lên là nói gì giờ à, không. Phải biết cái này biết cái kia, phải biết chuyện nhiều, phải biết người ta nhiều chuyện để mình có chuyện nhiều mà nói à, nó ngược lại. Cái này phải hiểu cho nó rõ, chứ không phải là sư khuyên người ta miệng nên ít nói thì những bạn sẽ lên thì ngồi im ru luôn không được. Thành lên đây mình là người nói để quý vị là người nghe, cho nên phải có chuyện nhiều mới nói. Nó ngược lại, cõi người nhiều chuyện nó khác. Bụng dạ ăn với ít bệnh, đừng có tưởng ăn nhiều mà ngon nghe, ăn đi rồi mập mạp ra bụng bự lên, rồi mở máu cao, tiểu đường, huyết áp tăng xong, rồi niết bàn. Đơn giản. Cho nên miệng cái thực dưỡng thực chất ra nó không phải là mình ăn cái này cái nọ nghe, nó có một phần thôi. Nếu mà mình ăn mà không khéo mà nó thiên lệch quá đó, thiếu chất cũng bệnh. Ở đây chúng tôi không dám nói là mấy cái gì người tu ăn chay nhiều quá ta cũng dễ bệnh, tại vì thiếu chất quá. Còn quý vị mà ăn mặn nhiều quá nó dư chất, nó bị acid sulfuric gì đó, nó là gút đó, nó cũng bệnh đó. Đạm nhiều quá là nó cũng ăn mà nhiều chất đạm quá nó cũng là bệnh. Cho nên cái gì thái quá là nó không tốt, nhớ giùm. Cái người tu phải đánh cái chữ quá. Ông bà mình chưa dạy rồi, giận quá thì mất mà khổ, mà no quá thì mất ngon, mà cố quá thì quá cụ. Tránh cái chữ quá. Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán đó. Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn, mà quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa đó. Cho nên sống trung bình thôi,
chừng mực là hay nhất. Ăn uống luôn tiết độ đó, tiết độ là chừng mực. Sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no và chậm tuổi thọ dài. Vỗ tay đi. Ai muốn cái sự già chậm lại và tuổi thọ dài ra thì làm ơn học bốn câu này. Bốn câu này Đức Phật dạy à, Đức Phật dạy cho Đức Vua Ma Tinh Đặc á. Ông vua ông ăn quá đi, ông là vua mà, của ngon dần lại rồi ta mang tới dân cho ông ăn. Ông ăn riết rồi cái ông phát bệnh. Ông tới Đức Phật giống như ông nhũng nhẽo với Đức Phật. Đức Phật mới dạy cho ông bốn câu đó. Khi mà chuẩn bị lên ăn cơm thì nhờ cái ông quan cẩn thận đứng ở bên ông nhắc. Thế là mỗi lần mà vua chuẩn bị lên ăn cơm thì có ông quan đó, ông đứng ông giống như ông tụng kinh vậy đó. Ông nói thế tôn dạy rằng ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no và chậm tuổi thọ dài. Bây giờ quý vị mình lên bàn ăn cũng làm ơn đọc câu này. Cái quan trọng nhất là dừng lại trước khi no đó. Mình đâu có làm được, mình là no mới dừng. Nhiều khi quá là no nữa, cố là ăn ngon là ăn quá no rồi. Cho nên mình phải làm sao phải có chữ khéo. Cái tiếng Việt Nam mình là khéo hay không? Chữ khéo là chẳng hạn như là linh tinh qua cửa thần thù, khéo tu thì nổi, dũng tu thì chìm. Đó, thì thượng nhắc khéo tu thì bớt khổ, mà giỏi tu thì hết khổ, mà dở tu thì than khổ. Mình tu dở mình than chứ. Thì hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị có một cái lẽ sống là sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, trong cái sự khó khăn mà mình mỉm cười được là qua. Người ta nói không mong đường đời không sỏi đá, chỉ mong mình chân cứng để vượt qua. Cái chân mình nó cứng là đường nào cũng được, đường im cũng được, mà đường sỏi đá cũng được. Cái tâm mình nó vững rồi thì nghịch cảnh hay thuận cảnh đối với mình nó không quan trọng nữa. Mình vững tâm mình đi. Cái người tu chúng ta phải trang bị cái tâm, cái cảnh đó. Người tu dù gặp chuyện xui nha, cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Mình là người tu phải khác hơn người không tu ở cái chỗ này. Vì mình có tu mà, mình hiểu được lẽ sống. Mình tập trong đời sống là không giận, không hờn, không oán trách. Bớt đi cái chữ than đi. Mình than dữ quá, riết là ta nói sanh ở gần, sanh ở Quảng Ninh hết rồi. Quảng Ninh là gì? Ngõ than à. Đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa cốt để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền phủ quay. Đến chùa là để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Than dữ, than riết rồi. Buộc lòng sư Chánh Tịnh phải làm cái bài thơ chữ than rồi. Tặng cho quý vị hôm nay không than nữa. Bài thơ chữ than nghe để còn, để rồi không than. Chứ không phải nghe để than nha. Người lớn thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Người khổ than, người sướng cũng than, không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, mà có con khổ mệt nợ nần mang. Cuộc đời sướng khổ sinh chớ than,
tinh thần thoải mái, nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt, tâm an nhàn. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị hai câu cuối thôi. Nhớ hai dùm tôi hai cuối là gì? Nhân quả thông suốt, tâm an nhàn. Cảnh vui cảnh khổ thế nào? Nhớ dùm chúng tôi, nãy chúng tôi nói là cảnh vui cảnh khổ thế nào? Đều là nhân quả chính ta tạo thành. Có ai tạo cho mình không? Không, nghiệp mình tạo. Mình gặp mình hưởng cái nghiệp quả của mình mà. Mình trả nghiệp của mình chứ phải trả nghiệp của bà cái bên đâu sợ. Khi nào mà nhân quả nó có lộn xộn á, nó có nhầm lẫn thì mình còn sợ, nó có lộn nữa. Tôi đâu có tạo gì nữa không? Những cái nghiệp của bà cái bên mà nó trả lộn cho tôi không? Nhân quả quý vị biết rất phân minh. Nhân quả là một cái tòa án phân minh nhất. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Mình là trả nghiệp của mình chắc chắn 100% như vậy, chứ không phải trả nghiệp của bà cái bên đâu. Cái bà cái bên bà làm cho mình khổ thì có, chứ còn không phải là cái nghiệp của mình. Cho nên hiểu như vậy thì thấu muôn duyên, không than phiền quản trách. Thấu nhân quả, ta sanh ra đời để trả nghiệp, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Rất là phân minh. Kết quả của mình là phân minh. Như vậy thì cái lẽ sống của chúng ta là gì? Mình giữ vững tinh thần là thôi. Cái cuộc đời nó cứ xây vật. Ta luôn giữ vững tinh thần mà tu. Tâm này vốn lắm kẻ thù, phải dùng trí tuệ hay chánh niệm để trừ chúng đi. Cái tâm mình tự nhiên cái quả nó cái mình buồn thì bây giờ mình dùng cái chánh niệm tỉnh giác hay dùng cái trí tuệ để mình trừ cái nỗi buồn đi, không buồn nữa. Biết đạo không buồn chuyện thế gian, đó. Biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an hàng. Trước đây mình chưa biết đạo á, mình buồn chuyện thế gian, mình buồn chuyện trái ngang. Tại sao người ta dạy tôi vậy? Nhìn người mà thẹn cho ta, cũng trang nam tử mà sao ra thế này? Tuổi thân tuổi phận. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, không tối. An nhiên tự tại đối với cuộc đời này. Cái bản chất cuộc đời này nó là giả tạm vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Cái khổ mà chúng tôi hay nói nó có ba cái khổ lận chứ không phải là một cái khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, là ý nói những người mà nghiệp nặng quá sanh ra trả nghiệp không, gặp toàn là những chuyện không may về sức khỏe, về cuộc sống, về gia đình, về sự nghiệp vân vân, không may mắn vậy, khổ dữ. Đó là chúng tôi nói những người là cái khổ thứ nhất là khổ khổ. Nhưng mà nó có cái khổ thứ hai là gì? Hoại khổ. Hiểu cái từ hoại khổ không? Tức là hoại đi cái niềm vui, hoại đi cái phước báo, thì nó liền xuất hiện cái khổ đó. Đang khỏe mạnh như vậy cái đi khám bệnh, cái lôi ra cái bệnh đang đi, bắt đầu nó hoại đi cái sức khỏe này. Đang đẹp như vậy đó là có trục trặc gì đó, xin lỗi, cái tai nạn quả hoạn đó, cái xấu xí đi xuất hiện cái khổ. Gia đình đang ấm no hạnh phúc, đề huề vợ chồng con cái yêu thương nhau, đùng cái sự cố xảy ra tan rã, xuất hiện cái khổ, nó hoại đi
thì lúc đó xuất hiện cái khổ. Thì cái đó gọi là gì? Hoại khổ. Mà cái hoại khổ và cái khổ khổ chưa biết cái khổ nào hơn cái khổ nào đó. Vì người ta nói câu là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau. Cái hoại khổ dù kia nó còn lớn hơn cái khổ khổ. Giống như thí dụ như người ta nghèo từ xưa giờ nó quen rồi. Tôi đầu tắt mặt tối, chân lắm tay bùng, lam lũ chạy cơm hàng bữa tôi quen rồi. Tôi cực khổ, tôi lao lực, tôi khổ cực từ xưa đến giờ, quen rồi. Nhưng mà một người giàu đi, chưa từng sống trong một cảnh thiếu thốn, lam lũ cực khổ, bây giờ buộc phải sống trong cái cảnh là, thì quý vị nghĩ coi khổ không? Đó. Cho nhìn như vậy thì mình không biết ai, đó là tất cả đều khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, già cũng khổ mà khỏe, mà trẻ cũng khổ, bệnh cũng khổ mà khỏe cũng khổ, tại vì chuẩn bị trước hay sau thôi, sớm hay muộn thôi. Thấy người chết thì biết mình cũng chết đó, thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thân ai cũng ác tử hình hết, khác nhau chút định thời gian ngắn dài. Tất cả chúng ta ở đây, già hay trẻ, bệnh hay khỏe, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, đều mang án tử hình hết. Đang ở trong một cái ngục mà giam tử tù. Mỗi sáng sớm mà cái ông cai ngục mở cửa ra đọc tên ai thì ngửa đi. Cho nên đang khỏe cùi cùi vậy chứ mà ông quản giáo đọc tên mình trúng cái tên mình là phải ra pháp trường thôi. Ông thần sanh tử mà kêu trúng tên mình là phải ra đi thôi, đâu cần bệnh. Cho nên trước sau gì cũng chết, sớm hay muộn, nhanh hay chậm mà thôi. Con câu già cũng chết, trẻ cũng chết, nghèo cũng chết, giàu cũng chết, đẹp cũng chết, xấu cũng chết, trước sau gì cũng chết. Bây giờ lỡ chết thì mừng cho con. Giống như về già ai cũng xấu trai, bây giờ xấu trước, ngày mai khỏi buồn. Trước sau gì cũng chết, mà lỡ hôm nay nó có chết thì khỏe. Cái khổ nhất, cái sợ nhất của con người là sợ chết, phải không nè? Mình sợ nhất cái con người là sẽ chết á. Cái mất mát lớn nhất của đời người là chết. Đó. Mà trước sau gì cũng chết, sớm muộn gì cũng chết thôi. Qua đẹp, qua thơm, qua vẫn tàn mà. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, mà người hứa, người thề, người vẫn quên. Vô thường. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Qua nở, qua thơm, qua lại tan. Tình nặng, tình xấu, tình vẫn tan. Nhà giàu, nhà nghèo rồi cũng hết. Người đẹp, người xấu rồi cũng chết. Chứ bộ đâu phải chỉ có người xấu chết không đâu. Thấy không? Cho nên đó là mình chọn cái để sống. Mà muốn chọn được đây sống thì phải đi chùa Diệu Tràng để nghe kinh thịt không? Để bất khổ. Nhân dịp đây chúng tôi tặng cho quý vị bài hát gọi là nghe thầy thuyết kinh. Cảm ơn quý vị hôm nay. Bây giờ có thời gian quý báo đây để nghe chúng tôi giảng kinh. Cho nên chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài hát nghe thầy thuyết kinh. Những hát hay quý vị cho ngài vỗ tay. Còn hát dở quý vị cho vỗ tay luôn. Còn tôi cũng vậy. Nghe thầy thuyết kinh con đã ngộ thêm cuộc đời, vì chưa hiểu
khổ đau, lòng tham liên ái chi hại nhau, quyết tâm tu hành làm cho đẹp thanh tâm giải thoát ngàn sao. Khi vừa biết tu con thấy đường tu là đẹp, không ai giữ hương bụi trần thì đời sẽ hết thương đau. Tùng kinh thứ nhất Di Đà kinh, trở về cảnh giới Di Đà tâm, và tâm tu hành niềm an lạc nơi tâm con thấy vui đời. Quan Âm Bồ Tát mới lòng từ, lòng từ ban thật xóa đau thương, để dòng sanh tử dứt vô minh, thực hành quán vô minh từ đâu. Tương lai con quyết chí hành trì, đạo màu con giải thoát sanh si, diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh, tìm về pháp tánh con hằng mong. Con trì pháp quán mới biết phần tâm là gì, ba thừa chỉ một, chỉ một Phật tánh nơi tâm là cao quý như hạt trâu. Bởi vì con biết khi tụng kinh pháp âm nghe rồi, liền đi vào trong tâm con thấy an lành. Dở vỗ tay lớn là nó mắc cỡ. Hay không? Hay lắm hả? Nghe khen hát hay quá nữa. Hát bài gì hả? Rồi tặng thêm bài nữa này, ca nhạc cái yêu cầu luôn á. Bài hát tiếp theo xin gửi tặng quý vị là Về Bên Cội Phật. Bài này mà nếu như quý vị nghe pháp xong rồi mà quý vị về, mà quý vị thực tập là một cái lẽ sống an lạc, không đau khổ. Vì Đức Phật là Ngài ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đó, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người trong đó. Mình may mắn là mình đệ tử của Phật. Đấy, tôi nói là con nhà nông, nông 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 cách. Ngài an lạc toàn phần, 10 phần thì mình có an lạc được 1 phần. Mình vào đây mà Đức Phật thì quá an lạc mà mình đau khổ thì chắc mình đi lộn chỗ rồi. Trong đây là nó an lạc. Còn pháp Đức Phật đó là dẫn đến an lạc, mà mình tu sao mà càng tu càng đau khổ thì về mình coi lại có đúng không? Nhiều khi tu lầm là đổ quả thật ma nữa. Phật là cái an nhiên tự tại. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại. Dẫu thế nào thì không mãi an vui. Sống cũng như chết, khỏe cũng như mạnh lúc nào. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời. Đức Phật là vậy đó.
Phật là khen dây thủy bát mặt người, từ bi hỷ xã nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể không yêu, tâm từ vô lượng rải điều. Đúng rồi, Đức Phật là dù lụt dù trong là con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không trọn tử nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự dương lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nhưng dốc ngã phải biết dương mình đứng dậy. Hạnh phúc giống như bầu trời này không chỉ dành cho một riêng ai. Mình tu thì sao giống như hoa, dù trời mưa nắng thất thường nhưng hoa vẫn nở cho dù thiệt đùng. Cái chưa lên khổ thế nào bắt đầu cái tâm mình đó, an lạc hạnh phúc. Mà nếu như mình không an lạc hạnh phúc thì mình chạy đâu nó cũng tốt. Chứ đi hát cho thấy tôi nói chút này, Phật dạy cái pháp là hiện tại lạc trú, là mình cái an vui trong cái hiện tại của mình. Mình biết cảm ơn cuộc đời này, chứ mình không có ghét thù nữa. Mình giận, mình giận hờn quán trách, mình không ưa cuộc đời này, chán cuộc đời này, thật sự mình rất cảm ơn đời để cho ta sự sống, được làm người đầy đủ luật căn, được yêu thương đồng cảm mỗi khi cần, xin biết đủ sống đời không sân giận. À, lý do là mình hay sân hay giận là do mình không biết đủ, mình cái ham muốn nhiều, sân giận nhiều, khổ đau nhiều. Cảm ơn đời để chúng ta lành lặn, ở ngoài kia bao số phận không may, phải đương đầu với vốn khó từng ngày, họ vẫn sống và cảm ơn sự sống. Thật sự thì hạnh phúc là ngay trước mắt, ngay trong nhau. Nhưng người ta để ra xa, để xa lắm, cái gì để ra đó, tương lai rồi. Tương lai xa lắm, ngày mai xa lắm. Và dường như cái ngày mai không có nữa. Mà ngay trước mắt là hiện tại thì là hạnh phúc rồi. Mà người ta để ra xa. Câu nói rất hay là hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng người ta lại để nó ra xa. Vật chất vốn chẳng xa qua, nhưng người ta biến nó thành xa xỉ. Thật ra chúng ta là sao? Là đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài mơ lúc diễn xuân tan. Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Sai lầm của mình. Mình cứ mong mỗi ngày mai hạnh phúc của mình. Bây giờ cũng ráng sống làm để con lo cho ngày mai, lo cho tương lai. Tào lao cũng không có. Bằng chứng chúng tôi nói, ngày xưa cái câu này ta nói là hạnh phúc ở tương lai là bắt đầu từ hôm nay. Là câu này nói cho mấy đứa nhỏ muốn có tương lai thì bây giờ là học đi. Muốn cái tương lai mình ngời sáng thì bây giờ mới lo mà học. Có cái chữ, cái nghĩa người ta cái mốt lớn lên rồi đây làm. Thì cái hạnh phúc của tương lai là bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay chúng tôi cứ mượn câu nói này mà chúng tôi phải nói theo cái nghĩa của Phật giáo. Là hạnh phúc của ngày mai thì phải bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay mình có hạnh phúc thì ngày mai mình phải có hạnh phúc. Nếu như hôm nay mình khổ đau thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng 100% ngày mai mình khổ đau. Tại sao vậy? Giống như ngày hôm qua quý vị nói sáng để ngày mai mình đến chùa Diệu Trà mình nghe xin mình thuyết pháp. Mà khi đến ngày mai mà đến chùa Diệu Trà nghe xin mình thuyết pháp mình trở thành hôm nay. Rồi mình nói ngày mai mình làm gì đó, kêu qua cái ngày mai nó trở thành hôm nay rồi. Có một lần đó chúng tôi ở chùa hồi còn nhỏ đó, có một sư bạn, ông mượn chúng tôi ít tiền. Ông nói ngày mai cũng trả. Mình nghe vậy mình cho mượn. Qua ngày mai nó im ru rồi. Cũng quên, cái mình cũng nhắc nhắc. Cái mình đợi thêm ngày đó. Cái mình nhắc ông nói, mình trả tiền đi. Ông nói, ngày mai tôi trả. Cái mình tưởng hẹn thêm ngày đó. Ba ngày mai nữa là đối với mình là ba ngày
nhắc luôn, thôi trả tiền đi ông ơi. Ông nói tôi nói rồi, ngày mai tôi trả mà nó đậu lại. Ủa, ngày mai là sao? Ngày mai, qua ngày mai nữa mình động. Ngày mai tôi trả, nó đậu, nó đậu hoài. Tức chờ, không có cái ngày mai rồi. Hiểu ý không? Không có ngày mai. Cho nên là muốn an vui hạnh phúc của ngày mai thì phải bắt đầu hôm nay có gì an vui đi. Hiện tại mình ăn vui thì tương lai này, còn hiện tại mà không ăn vui thì tương lai nó có khổ qua hay khổ để dẫn khổ kia. Hiện tại lạc đúng Phật dạy, ngay giờ phút này mới ăn vui thì lúc nào cũng ăn vui đó. Ngày mai cũng ăn vui, ngày mốt cũng ăn vui, tại mình ăn vui nó đã là cái gốc rồi. Cái này nó ngụ ý sâu lắm mà ai mà về thông minh cũng mới hiểu chứ còn không khó hiểu lắm. Tức là đời ngắn lắm, chưa cười đi đã sốt, là vô thường đó quý vị. Sao ta hoài mơ ước chuyện xứng đáng, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai búa thờ vậy. Mà cái chuyện chúng tôi thấy thật đó nha, ví dụ như mấy người còn trẻ đó, họ đã dành dụm tiền, hỏi họ chi vậy, nó dành dụm để lo cho tương lai, mai sau có mà xài. Họ còn nhỏ thì là cái dành dụm tiền để khi già, tương lai là già rồi mà sao. Nhưng mà riết rồi mà dành dụm nó thành cái thói quen, đến khi già rồi con cháu cho tiền cũng cứ dành nữa. Con làm tôi hỏi bà cụ chứ rồi con cháu cho bà cụ tiền rồi bà cụ xài cái dành làm gì. Nó quen là phải dành để lo tương lai. Nó trời ơi, cụ tương lai nó cụ giờ còn tương trao có cái tương lai gì. Thấy nè, trời ơi 60 tính năm nghe, 260 tuổi thì sống được năm nào hay năm đó rồi. 70 tính tháng à, 270 rồi không biết qua con trăng này không à. 80 tính ngày à, 280 rồi là sống ngày nào hay ngày đó đi chứ ở tương lai. 90 tính giờ đó, còn trăm khỏi tính, không đi lúc nào đi. Đi nào đi vậy, mất thăng bằng rồi, nó không còn lái, không điều khiển được, nó muốn xẻ đâu nó xẻ đó, nó muốn dừng nó dừng, nó muốn nghỉ nó nghỉ, nó muốn đi đi, mà thế trăm tuổi rồi là không biết đâu. À vậy đó hả, vậy con này đúng với lời chúc của sinh chúc sao nhá, 70 chưa phải là già, 80 mới gọi là già sương sương, 90 đời dẫn lên hương, 120 tuổi mới tìm đường về Tây Phương. Về bên cõi Phật tặng cho quý vị. Nghe ai phát tâm lo tu sự mừng thầm mà niềm vui khôn xiết. Cánh đời ngày càng đau thương mấy ai đâu mà lo sửa mình được Tây Phương ngày đêm rộng mơ. Mà người còn ai đến nơi cứ sai lầm hoài, tối trần khổ đau thân đọa đài. Tu đi trở nên nghi nan cho lỡ làng, đời thôi nên chán, gắn lòng niềm Phật ăn chay để mai đây về bên cõi Phật thường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời ta hối tâm cố đau đã bao kiếp rồi, đắm chìm biển mê hồi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây Phương sướng vui ngàn năm chánh buồn, sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nên đỡ nhau tu hành cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau
cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hát rong chơi canh an vui, rộn ràng tiếng cười đầy thân tiếng nào ai hay biết. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếng la, lòng người chẳng tu cho thật thà. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếng la, lòng người chẳng tu cho thật thà. Nhớ tu cho thật thà nghe. Con đường về Tây Phương nó không có xa, nhưng mà khổ nói là mình không có săn đi, mình không có tu thật thà. Mình tu thật thà nó mới tới, còn tu mà dễ dở tu hoài nó không tới. Bởi vì khéo tu thì bớt khổ, mà giỏi tu nó hết khổ được, còn dở tu thì sao? Thà khổ, thà khổ. Nãy chúng tôi đang nói cái khổ nó có hai, một là khổ khổ, cái thứ hai là gì? Hoại khổ. Cái khổ thứ ba còn ghê hơn cái gì không? Hành khổ. Hành khổ đối với gì? Hành khổ là gì? Chứ đừng có nói đi trồng hành nó khổ rồi chết luôn, mà bị người ta hành hạ nó khổ rồi chết luôn. Cái gì? À, bệnh quá hành thăng sắc rồi phải, đó là khổ khổ. Bệnh quá mà hành thăng sắc là khổ. Hành khổ đây nói đến cái pháp hành. Pháp hành là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp vô thường, pháp sanh diệt. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái pháp hữu vi là pháp gì? Là cái pháp có không còn mất. Mình còn bị lệ thuộc vào cái pháp hành. Đó là cái khổ. Mà không hiểu mình bị lệ thuộc nó từ bao giờ mà lệ thuộc tới giờ. Hãy sanh rồi tử, hãy có sanh thì có tử. Vì có tử mới sanh. Mà không hiểu tại sao mà hãy sanh là vui mà tử là buồn. Bị lệ thuộc. Rồi mình lại sanh ra hai bàn tay trắng, chết cũng trắng hai bàn tay. Bị lệ thuộc. Khi mà còn sống thì sao? Có là vui, không có là buồn. Được là vui, mất là buồn. Mà xét cho cùng thì cái này nó là nguyên lý pháp đối đãi. Có đến, có đi, có sanh, có diệt, có vui, có buồn, có nhân, có quả, quy lịch. Mà mình bị lệ thuộc. Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay cắn, lìa đời chẳng mang đến. Thì sống tham nhặt cho đầy rồi, để mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Bản chất là mình đến cuộc đời này cũng không có gì. Ra đi chả có gì, nhưng mà hãy có thì vui, mà không có thì buồn. Được thì vui, mất thì buồn. Từ đâu vậy? Đâu ra vô duyên vậy? Mà nó mâu thuẫn dữ lắm. Con người thật mâu thuẫn, trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già để mong thành trẻ mà trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh đó. Rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hại. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Cuộc đời là bớt kịch dài mà. Ta là vai chính, cả hài đã biết. Thì chúng tôi hỏi cái gì nha. Đầu tiên là có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài không? Vua cũng chết, dân cũng chết, vua quan thần dân chết hết. Rồi xin lỗi quý vị, bậc giác ngộ cũng niết bàn, hàm vô tục tử như mình cũng chết. Và cái nguyên lý này chúng tôi nói quý vị nghe. Nếu không có một ông già 80 tuổi đời trước lìa đời, thì làm gì có đứa bé sơ sinh vào đời.
đời trước mình không chết đi, đời này sao mình hiện hữu? Mà rồi đời này mình không chết đi, đời sau mình làm gì hiện hữu? Mà ngộ cái là mình sanh ra thì thấy vui, sống là vui, mãi chết là buồn. Mà nếu không chết thì làm sao có sống? Hai pháp này nó đi chung. Mình phải chấp nhận như vậy. Cái gốc của mình là cũng không có gì hết. Nó chỉ có cái mất cái buồn. Mình tạo một cái thói quen mà nó rất là mâu thuẫn. Từ đó đâm ra chúng ta sợ chết. Thật sự thì cái chết nó không đáng sợ. Vì mình đã chết không biết bao nhiêu kiếp rồi. Mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Cái hành khổ tức là chúng ta còn bị lệ thuộc vào cái đó đó. Lệ thuộc vào cái sanh diệt, sanh tử. Cho nên trong nhà Phật có một câu rất hay là sanh tử là sự đại, hiểu câu này không? Là cái chuyện lớn á, phải lo đó là chuyện sanh tử, phải chấm dứt sanh tử luân hồi mất còn. Mà chuyện lớn thì mình không lo, mình lo làm lớn chuyện. Chuyện lớn là chuyện sanh tử, mình không lo chuyện sanh tử, mà lo sanh sự không à. Mà sanh sự thì sao? Thì sự nó sanh à, bắt đầu khổ vui à, buồn đau à. Nếu mình không sanh sự thì sự nó không có sanh. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng mà tự sinh. Như vậy thì tại vì sao là mình lo cái chuyện sanh tử chứ không có lo sanh sự. Tối ngày đi chuyện lớn làm lớn chuyện không à. Cái chuyện đáng lo mình không lo, mà chuyện không đáng lo thì mình lo. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là làm cái chuyện cần làm, tránh cái chuyện cần tránh. Còn mình phóng dật dễ vui thì cái chuyện không cần làm thì mình lại làm. Cái chuyện cần tránh thì mình không tránh, mình chui đầu vô. Đó, cái nguyên lý ở chỗ là cái hành khổ là vậy. Cái hành khổ là mình còn bị cái tính lệ thuộc trong cái đó. Cái tâm mình nó lệ thuộc. Hãy sanh ra là cười mà chết là khóc. Mà nếu không có chết thì làm sao có sanh? Nếu mình không lìa đời kiếp này thì kiếp sau mình hiện hữu được không? Chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh xanh vẫn ươm màu hy vọng. Cuộc đời như chiếc xe vậy đó. Người lên người xuống người về người đi, lúc hội ngộ lúc phân ly. Nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn. Kẻ cùng đi xuống giữa đường gặp nhau phút chốc thì vô thường chào nhau. Vẫy tay gạt vội niềm đau rồi mai tiếp chuyến xe đậu lại xa chứ đâu phải không đi đâu. Sanh tử luân hồi dài dài mãi mãi. Hết giờ. Hên quá. Mừng thiệt á. Giờ phút này mới thấy được cái giá trị của sanh diệt á. Có đến có đi có họp á. Có bắt đầu phải có kết thúc. Thầy thấy tôi mừng quý vị không? Thầy sáng thì giảng 3 bài pháp. Sáng giảng bên tu viện có lại một bài. Mình chạy qua thiền viện Phước Sơn giảng bài. Giảng vui xong ăn miếng cơm chạy qua đây giảng bài. Cái này của cuộc giảng là khổ quá, không thành quá cố. Thì hôm nay quyết định trở về lần thứ hai. Lần thứ hai thì trở về đạo tràng chùa Diệu Đài của chúng ta.
để chia sẻ Phật pháp. Và chúng tôi mong cái duyên này nó mãi mãi thì lâu lâu phải trở về hoài để gặp Phật tử. Mỗi tháng rồi hả? Dạ. À, được, nó để giảng sư khác đi chứ. À, thì lâu lâu chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị tại chùa Vũ Tràng để gặp gỡ chia sẻ Phật pháp quý vị. Trong khi chia sẻ nha, nếu có điều chi sơ sót thì mong đi sư trụ trì cùng là toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta niềm tin thủy xã cho. Xin chúc quý vị vô lượng các phương, vô lượng an lạc, luôn luôn được sống an lạc hạnh phúc, trong mắt hào quang từ quý vị quý vị của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.